Rồi, hôm nay bên em lên vài con máy giá từ 1 triệu rưỡi rồi. Thì đầu tiên sẽ là một con giá lip nè. Con này giá lip là 5826 cơ nha. Còn bảo hành đến cuối tháng 3 là hết hàng rồi. À, hết bảo hành nha người. Đây, máy còn rất là đẹp nha. Giá hôm nay bên em bán là 9 triệu 2 rồi. Con này bản chính hãng 2 sim. Đó, chip sẽ gần đó là 888. Màn hình 120Hz nha. Đây là điện thoại màn hình gập mọi người. Bản 2 sim. Đây, một e sim, một sim lý người. Giá lip 3 nè người. Đó, RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB. Thì cái con giáo lip 3 này nó có hai phiên bản rồi. Bản 128GB khoảng chênh lệch đó là khoảng gần 1 triệu nha. Đó. Con này bán giá là 9 triệu 2. Samsung Galaxy Flip 3 chính hãng đó rồi. Rồi, tiếp theo là một con giáo lip 4 cũng có rồi. Đây. Giáo lip 4. Con này màu vàng để chụp cái màn hình là cái. Đây. Giáo lip 4. Con này bản Mỹ 2 sim rồi. Cũng là một e sim, một xử lý RAM 8 26GB luôn. Thì bản chính hãng con này có 128GB rồi. Đó. Máy hay ngoại hình cũng còn rất là ok nha. Này có tiếp sóng 5G của dòng bản Mỹ đó rồi. Con này bán giá là 12.800 nha. Giá lip 4 RAM 8 26GB. Đây. Một e sim và một xử lý rồi. Là 10 không? Đây. Rất là ok nha. Tiếp theo là A53. Năm ba hiệp nay em về được hai con máy đẹp á, thì bên em bán giá là 5.4 triệu người. Samsung A53 con này còn bảo hành tháng 6 nha. RAM 828GB người. Đây, RAM 828GB, 5.4 triệu là máy đẹp, còn bảo hành tháng 6. Còn con này 4.9 triệu nha người. Đây, con này 4.9 triệu nha. 4.9 triệu thì ngoại hình nó có chạy nha người. Đây, anh sẽ quay sơ cho người xem nè. Đó, con này màn hình chạy rồi không? Đó, màn hình nó chạy nè. Đó, bên em quay rất là kỹ nha, cho mọi người dễ lựa chọn rồi. Con này là RAM 828GB luôn. Samsung A53 5G, bảo hành tháng 4, 4.9 triệu. Này có được hai con iPad nha. À, có máy nào 1.5 triệu không anh? Đây, cái máy 1.5 triệu nè. Thì con này là LG V40 nha. Thấy con này mọi người không? Con này em thanh lý lại nè. Cái màn hình nó có một vết chấm xanh. Mọi người không? Nó có một cái chấm xanh như đầu kim vậy đó. Đó. Mà vô nền trắng thì nó không thấy nha mọi người. Không? Còn nhìn ở ngoài một nền tối nó thấy nè. LG V40 RAM 664GB, chip á là 8.5, màn hình 2K. Giá bán là 1 triệu rưỡi nha. Con này hơi lý là 1 triệu rưỡi nha mọi người. Đây. Có LG Win không Win hả? LG Win là sáng em mới bán rồi, em hết rồi LG Win. Sáng mới bán là không còn luôn rồi mọi người. Pixel thì em chưa có nha. Đây, lên tiếp đó một con iPad Gen 9 mọi người. 64GB. Đây, iPad Gen 9 64GB bản Wi-Fi nha. Con này còn bảo hành đến tháng 9 2023. Máy thì cũng còn rất là ok nha mọi người. iPad Gen 9 6.4 triệu mọi người. iPad Gen 9 6.4 triệu nha. Đây. Tiếp theo là một con iPad nữa nè. 3.8 triệu, 32GB, có 4G. Xài được sim có 4G nha người. iPad Gen 5 32GB có 4G, 3.850 triệu. Đó, iPad Gen 5 3.8 triệu mọi người, không phải 3.850 triệu nha. 3.8 triệu nha người. S2 Ultra hả? 7.3 triệu mọi người. S2 Ultra bên đây bán giá là 7.3 triệu bản Mỹ. 11 128GB. Em sẽ có một con màu xanh min nè. Đây, 128GB màu xanh min nhanh đây. Anh Văn Cường, pin là 100% nè, màu xanh min. iPhone 11 bản XA là bản Hồng Kông rồi, xài được hai sim nhật lý nha. 128GB mọi người, pin 100%, màu xanh min. Con này em bán giá là 8.6 triệu nha. Đó, 8.6 triệu mọi người. Máy cũng còn ok lắm nha. Rồi không? Trên mày 98 nha mọi người. Nhưng mà còn rất là đẹp nha. Đó. 8.6 triệu. Còn con này 64GB. Cũng là màu xanh min luôn. Bên con này còn 89 đúng rồi. Con này bản Việt Nam, Vena. 64GB, 7.4 triệu. Đây. Màn hình 9.8, con này có vài vết xước ngay màn hình. Đó. Mọi người thấy không? Bản Việt Nam nha, bản Vena đúng rồi. 7.4 triệu. Còn là F10 5G. F10 5G là RAM 8 26GB rồi. Đó, con này bản của hàng. Pin á là 4.5 triệu nha. Màn hình 6.7 inch. 4.5 triệu rồi. 4.5 triệu nha. F10 5G 4.5 triệu.
Đây là 12 Pro Max nè, 256GB. Giá bán là 15.700, bên 8X. 12 Pro Max 256GB 15.700. 14 Pro Max 256GB là 26.900 nha. Đây là iPhone 12 128GB 9.6. Cái này xem có like không rồi. Rồi iPhone 12. Pin 86, pin 8X nha. 9.6 128GB iPhone 12. Lại có màu xanh min đó ngoài. Nó màu xanh min nè. Đây là 14 Pro, em có màu trắng với màu tím nha. 24.500 phiên bản 26GB ngoài. 14 Pro. Đó. Còn đây là iPhone 12 Pro 256GB 13.200. Tiếp theo là iPhone 12 64GB 8.8 rồi. 12 64GB là 8.8 nha. À, máy cũng còn rất là ok nha mọi người. Con này 77 nha. Đây. Hai con này bản Mỹ đúng không mọi người? 8.8. Còn đây là Samsung Galaxy Z Fold 4 20.900 rồi. Z Fold 4 2 SIM bản hàng nha, một eSIM một sạc lý 20.900. Còn bản chính hãng á là 24.800 rồi. Z Fold 4 nha. Đó. Còn bảo hành đến tháng 12 đồng rồi. Còn là S22 5G 8.9 2 SIM chip Snapdragon 8+1 RAM 8.28GB. Một eSIM một sạc lý nha. Đây. Con này còn pin ta. Đó. RAM 8.28GB. S22 8.9 mọi người. Em có 3 màu thôi. 8.9 nha. Này có hành lý con 11 nè. Con 11 này thì 64GB. Đó, 64GB vỏ hơi xấu nha. Pin 85 5.6 mọi người. Này vỏ 6 nha. 5.6 iPhone 1. Màn hình di hết rồi mọi người. Full chức năng không lỗi gì hết nha. Đó, 5.6 cái lưng nó chạy được rồi không? Đó, nó bị dốc sơn nè. Rồi chỉ có vậy thôi, chỉ có 6 thôi. 5.6 nha. iPhone 13 128GB 10.500. Đó. Pin 89 và pin 88. Ngoại hình 9798 mọi người. iPhone 13 mini nha. 10.500. Đây, 13 mini. Con này pin 89 nè. Đó, 128GB quốc tế. 10.500. Đây màu trắng nha. Là màu trắng luôn rồi. 10.500 luôn. À này có con Oppo Reno Reno 5 mà bản vai Marvel mọi người. RAM 8/128GB nè. Đó, bản Marvel nha. 3.6 thôi. Chip Snapdragon đó là 720G. Phải không? Bản Marvel. Đây. Cái lưng nó là in luôn mọi người. Đó, lưng zin của nó luôn vậy là vậy luôn nha. 3.6. 11 Pro 64GB 8.4 mọi người. Đó. 11 Pro 26GB pin 90 10.200. Còn đây là XS nha, pin 100%. Đây. XS pin 100% pin 2G nha mọi người. Đó. 5.350 iPhone XS. S22 Plus 10.800. S22 Plus. Đây, S22 Plus nha. Bản 2 SIM, một eSIM, một sạc lý RAM 8/128GB 10.800. Em có màu đen với màu hồng mọi người. Đó, màu đen với màu hồng. Này được con A32 nè. Con này màn hình 90Hz nha. Pin con này là 5000. Đó, pin 5000. RAM 6/128GB, màn hình 90Hz, 3.1. 3.150 chứ. Còn đây là Z Fold 3 nha.
giá phô 3 15.200. Con này bản Việt Nam 2 sim. Máy đẹp nha người. Đó. Giá phô 3. À con này có vách cứng chứ. Con này giá khoảng 9798 à. Giá phô 1 em chưa có hàng anh Quỳnh Trọng ơi. 15.200. Còn đây là con Samsung A70 2.6. Con này thì nó bị chóc sơn rồi, cái sườn nó bị chóc sơn rồi mọi người thấy không? Sườn này sườn bằng nhựa. Đó. 2.6 nha, RAM 628 GB. Đây. RAM 628 GB. 2.6 thôi, màn hình AMOLED luôn. À này có hai con iPhone XS nè. Hai con iPhone XS này thì hai con đều là bị 100%, đã hai mới rồi. Đó. Bị 100% hai mới. À 64 GB. Con này màn hình đã ép kính rồi, bán giá là 4.2 triệu. Đây, hai con luôn. 4.2 triệu nha, giống nhau hết mọi người. 13 Pro 256 GB, pin 94, 17.500 rồi. Đây. Pin 94. Đó, bản Nhật nha người, 26 GB, 17.500. Hoặc là iPhone XS 256 GB. Con này hai vỏ rồi mọi người. Đó. Hai vỏ rồi nha. 6.950, iPhone XS 256 GB. Còn đây iPhone 8 Plus 64 GB, pin 92. Đây 8 Plus pin 92. 4.050. Còn một diện thì pin 100% là 4.2 triệu. 12 Pro Max 128 GB người, 14.900 nha. Đây. Màu đen. Bản Mỹ 14.900, 12 Pro Max. Pin 94. Còn đây iPhone 11 64 GB, pin 88 và pin 85. 7.2 triệu, 64 GB. iPhone iPad 26 GB, 9.7 triệu mọi người. Con này 11, con này hư phay rồi nha. Con này bị lỗi phay mọi người. 5.8 triệu. iPhone 1 5.8 triệu. Đây là iPad 26 GB, pin 100%, 8.150. Đó. 13 Pro Max 128 GB, 19.6 triệu. Đây, một con màu đen và một con màu xanh. Con màu xanh thì 19.6 triệu luôn, pin 92. Vỏ hơi cứng xíu nha. Còn này màu trắng máy đẹp thì 20.500. Còn 256 GB pin 100% là 22.500 rồi. Đó, 13 con mắt nha. Rồi. Mọi người lưu ý nha mọi người. Bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hào Quốc Minh thôi. Vietcombank 97168569 rồi. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Số điện thoại là 077-469-683, 0703-74-1414 và 0608-744 người. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc nha. Và cho kiểm tra hàng trước khi toán. Bên sẽ bảo hành 3 tháng 1-1, không bảo hành gây nước cứng đớm màn hình. Và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Còn ship có thì có cọc người. Máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500. Còn máy trên 10 triệu sẽ cọc cho 1 triệu người. Cảm ơn mọi người xem clip của em nha. Bye bye.